Thưa quý vị và các bạn, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, trên nhiều tuyến đường, người dân vẫn vô tư điều khiển phương tiện vượt qua giải phân cách cố định bằng các lối mở tự phát. Đây là nội dung được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong mục An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống hôm nay. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý khác. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đào tạo lái xe ô tô theo dõi giám sát phần mềm hệ thống thông tin DAT, thiết bị giám sát thời gian và các phương học thực hành của học viên, kịp thời phát hiện các buổi học không hợp lệ. Đồng thời, sử dụng báo cáo kết quả đào tạo thực hành lái xe trên đường giao thông theo danh sách thí sinh dự sát hạch. Trên phần mềm hệ thống thông tin DAT kết hợp với công tác kiểm tra giám sát để xác định học viên hoàn thành đủ thời gian và có phương học thực hành lái xe trên đường. Cục đăng kiểm nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm không được tùy tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ùn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo. Hình ảnh một số người vì muốn rút ngắn được một đoạn đường mà cố tình leo giải phân cách băng qua đường vẫn thường xảy ra. Những hành động trên tưởng chừng là nhỏ, tuy nhiên hậu quả thì khó ai có thể lường trước được. Tại một lối mở tự phát trên tuyến đường DT477, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã ghi nhận được hàng chục trường hợp vượt qua giải phân cách để sang đường như thế này. Không chỉ có người điều khiển xe đạp, xe máy mà cả ô tô cũng chạy qua. Theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, những lối đi tự phát như thế này chủ yếu tập trung tại những vị trí khu vực đông dân cư, nơi có những tuyến đường dân sinh giao cắt với tuyến đường tránh. Đi ra ruộng đồng mới đi thôi. Đi cái lối này đi lên. Vâng, chỉ có đi lối này chứ đi lối nào chứ. Tại sao mình không đi đường vòng với kia cho nó an toàn? Dạ. Đi vòng với kia cho nó an toàn. À, đường vòng đấy là đây là đi xe đạp thì đi đấy thôi. Còn xe máy mới đi vùng bên kia chứ. Thay vì phải di chuyển một đoạn đường xa hơn để sang phần đường đối diện, nhiều người dân lại chọn cách đi này, mặc dù bản thân họ cũng biết là rất nguy hiểm. Giờ nếu đi đường vòng, đi xe máy đấy kia thì chúng tôi không đi rồi, nó xa vậy. Cho nên là cũng không biết từ trước làm cái này là chúng tôi vẫn cái đây là cứ phải đi qua đây. Thực tế mà đi phải đi xuống mãi phía dưới kia, xong bắt đầu vòng lên được. Mà đi qua giải phân cách này chúng có thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm chứ, sao chẳng nguy hiểm, chúng tôi biết chứ. Sao tôi chẳng biết. Nhưng mà thôi thì bắt buộc tôi đi thôi. Giờ biết làm sao, giờ chúng tôi lại vòng xuống mãi đằng kia thì đúng là thời gian nó không có. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không vì rút ngắn một đoạn đường mà đưa mình vào các tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành giao thông cần khảo sát, phối hợp với chính quyền cấp xã, xóa bỏ các lối đi tự phát qua giải phân cách. Hình ảnh từ clip cho thấy một chiếc ô tô đang bật tín hiệu để rẽ sang làn đường đối diện. Đúng lúc này, một xe máy chạy ngược chiều với tốc độ rất cao đã tông trúng phần đầu xe ô tô. Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mô tô xe máy đi ngược chiều đã trở nên quá thân quen trước các tuyến đường. Và những hình ảnh từ clip vừa rồi đã cho thấy hậu quả của hành vi đi ngược chiều. Để không còn những vụ tai nạn thương tâm như trong tình huống vừa rồi, mỗi người hãy tham gia giao thông một cách có văn hóa để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Tới đây, thời lượng dành cho mục An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống kỳ này đã hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.